Anh này anh đang bị ế vợ các bạn ơi. Có cô nào trên mạng cần tìm chồng đây. Anh này là một anh rất là đảm đang, công việc rất rất tốt. Có ai cần thì liên hệ với anh. Anh đang cô đơn. Quay mặt lên đây cho mọi người nhìn cái này. Này anh xấu hổ rồi bây giờ. Anh xấu hổ này đấy các bạn. Anh đẹp trai nhưng mà anh xấu hổ. Xấu hổ đấy chưa, một mình anh đảm đang em rửa bát rửa đĩa này đấy chưa, đấy đấy anh đời anh khổ chứ nè, đấy chưa, vợ con anh không có nhưng mà cơm thì anh ăn ăn rửa đời vậy thôi. Anh đẹp trai chứ đâu đến nỗi đầu cao to như vậy đấy, nhìn mặt như vậy đấy đấy quá đẹp trai với. Có cô nào cần đăng ký thì đăng ký với anh. Làm việc vất vả. Mai lấy vợ.